khi hiểu câu chuyện báo án của nam thanh niên và sự thật té ngửa. Mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau một clip với nội dung giờ khóc giờ cười. Theo đó, trong clip ghi lại nội dung một nam thanh niên phải đứng giải trình với công an vì việc báo án của mình. Anh thanh niên cho biết lúc 12 giờ trưa, anh đang định nằm ngủ thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh liên tục của một cô gái bên cạnh nhà, nghe rất giống như cô đang bị bạo hành dã man. Anh liên tục nghe thấy cô gái rên la, ú ớ ớ, anh giết em rồi, chết em rồi anh ơi, hối giời ơi, chết em anh ơi, kèm theo những tiếng va đập rất mạnh. Đoán rằng cô gái bị bạo hành hoặc có thể bị đập đầu vào tường, vì lo lắng cho sự an toàn của cô gái nên anh thanh niên nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát. Nghe tường thuật sự việc, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhà cô gái với sự hướng dẫn nhiệt tình của anh thanh niên. Tuy nhiên khi có người ra mở cửa lại là cô gái thì anh thanh niên lúc này mới ngã ngửa. Hóa ra cô gái chỉ đang giao lưu võ thuật với bộ môn ngọc nữ tâm kinh mà thôi. Lúc này anh thanh niên xấu hổ không biết trốn đi đâu. Anh chạy vội về nhà đóng cửa lại và ở lì trong nhà suốt một tuần liền. Sau đó, vì không chịu được áp lực dư luận, anh quyết định bán nhà đổi chỗ ở. Thông tin nhà của anh như sau. Diện tích 72m², xây 3,5 tầng mới hoàn thiện, có bìa hồng chính chủ cộng giấy phép xây dựng. Nhà hướng Tây tứ trạch. Công năng sử dụng, phòng khách, bếp, phòng ăn, sân sau, 4 phòng vệ sinh có cửa sổ, 5 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi. Tiện ích, ô tô quay đầu tại sân, có thang máy. Anh giao bán nhà của mình với giá 11xx tỷ, nếu là bạn sẽ mua ngôi nhà này chứ? Hãy để lại ý kiến của mình dưới comment nhé!